Việt Nam, chó bản địa Mai Ngọc Sơn, Hà Giang xin kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa hơ mông cộc đuôi. Hôm nay xin được giới thiệu cho anh em một cá thể chó cộc cái vàng kim mũi hồng, chó khoảng 50 ngày tuổi, chó bản mông nguyên chất hoang dã, chó rất ác này. Anh em thấy này, vàng kim mũi hồng nhá, cá thể chó cái, chó bản mông nguyên chất hoang dã luôn. Đây, anh em thấy chưa? Chó rất đẹp luôn. Anh em nào kết có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827912, 0812191212. Đầu thủ cung gọng rất ok. Cá thể chó vàng kim mũi hồng, hàng phố đỏ. Đấy, anh em thấy chưa? Bản năng rất hoang dã luôn nhé. Rất là giữ với người lạ luôn này. Ê. Đấy, quá đẹp luôn. Tai đang lên rồi. Hàng của Mai Ngọc Sơn thương hiệu, anh em hoàn toàn yên tâm tin tưởng. Chó bản mông nguyên chất hoang dã. Rồi. Chó rất dữ luôn nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Chó rất ác. Anh em đã kết chi tiết có thể liên hệ số điện thoại 0334827912, 0812191212. Bản năng rất hoang dã, chó bản năng nguyên chất. Mũi hồng nhá, vàng kim mũi hồng nhá, cái nhá. Rồi, cảm ơn anh em.